Những loài bọ ngựa kỳ lạ và đẹp nhất thế giới. Bọ ngựa hoa có gai, dài 4 cm, thường phân bố ở miền Nam và miền Đông châu Phi. Con trưởng thành của loài này có cấu trúc gai ở mặt dưới đặc trưng dưới bụng. Chúng có nhiều màu sắc khác nhau, thường là xanh lục nhạt, nhưng cũng có thể có màu vàng, hồng hoặc đỏ. Bọ ngựa hoa trang sức, dài 4 cm, ưa thích các môi trường sống ẩm ướt ở châu Á. Có màu sắc bắt mắt và dễ sống trong môi trường nhân tạo. Chúng là vật nuôi được ưa chuộng ở phương Tây và có giá thành lên tới hàng chục nghìn đô. Bọ ngựa hoa quỷ có chiều dài 10 cm, là một trong những loài bọ ngựa lớn nhất được ghi nhận ở Đông Phi. Khi bị đe dọa, chúng giơ cao hai càng để lộ màu sắc ấn tượng ở mặt dưới thân. Loài này được định giá vài trăm nghìn đô vì độ quý hiếm và thân hình to lớn của chúng.